Kênh chăn nuôi Bà Rịa xin chào bà con và các bạn nông dân nha. Hôm nay mình sẽ review cho bà con xem là những cái đàn vịt của kênh chăn nuôi Bà Rịa đã trải qua cái bão bệnh đã xong. Thì hôm nay là chính thức trở ăn lại bình thường. Thì cái vấn đề mà đã sốt không triệu chứng và sốt cấp tính trở lại thì nó sẽ ghép bệnh. Thì đây là những cái gì mà kênh chăn nuôi Bà Rịa muốn chia sẻ cùng bà con và các bạn nông dân. Thì hôm nay là chính thức các em nó sẽ ăn lại và chuẩn bị qua cái giai đoạn khó khăn. Rồi lúc này thì bà con cũng nên là theo dõi sát cái vấn đề nó ăn. Tại vì cái thời tiết hôm nay rất là khó khăn, rất là khó chịu. Mười mấy ngày hôm nay mưa gió rất là nhiều. Và hôm nay là các em nó sẽ ăn lại. Bà con thấy nên dịch cũng đã lớn rồi, thì muốn chia sẻ cho bà con những cái cách mà chúng ta phải biết phải phòng chống, và thầy thật sự phải nhiều kinh nghiệm và chuyên nghiệp thì bà con sẽ thành công với vấn đề con dịch xuyên pháp này. Chứ nếu bà con mà không biết thì rất là khó khăn. Bởi vì cái khó khăn ở đây là khó khăn từ con giống, mình không kiểm soát được con giống là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nguồn thức ăn. Hiện tại bên cạnh nguồn thức ăn thì bà con phải cũng cần nên phải biết về thú y. Đó, phải biết cái thú y là gì để bà con chăm sóc cái đàn vật nuôi như thế này. Rồi bên cạnh đó thì cái vấn đề mà mùi hôi chuồng trại là con Salmonella E. coli là những cái cơ hội để cho những cái con virus này nó xâm nhập vào cái con vật nuôi khi mà bắt đầu yếu. Và đặc biệt cái thời điểm này là thời điểm các em chuẩn bị ra lông viền. Đó thì bà con thấy không, đang ra lông viền. Thì cái quá trình mình hơ mỏ dịch đã xong thì bà con cũng đã thấy mình làm hơ mỏ. Riêng đặc biệt con dịch xuyên pháp này nuôi cái mật độ dày và công nghiệp thì bà con nên phải làm hơ mỏ. Chứ không hơ mỏ thì đàn vật nuôi mình sẽ hư, nó sẽ cắn nát hết dàn bộ lông và cắn đến chết. Còn vấn đề thuốc thì thưa với bà con, không có thuốc nào mà trị được cả. Chỉ có thuốc hơ mỏ là mới thành công và hiệu quả thôi. Thì mình cũng chia sẻ những video clip trước cho bà con. Trong suốt quá trình nuôi con vật nuôi mà đặc biệt là dịch xuyên pháp thì mình làm rất là kỹ và nhiều video, sắp xếp thầy thành một danh sách phát cho bà con dễ tiện theo dõi trong suốt quá trình chăn nuôi. Và mình nuôi trong thời điểm khó khăn, dịch bệnh như thế này, giãn cách như thế này thì chúng ta làm gì? Chúng ta phải chăn nuôi và xuất bán. Phải chăn nuôi. Thì đối với cái mô hình mà chăn nuôi mà đầy đủ kinh nghiệm kỹ thuật như thế này thì thưa với bà con, chứ một tháng thì bà con kiếm 10 triệu là chuyện rất là bình thường. Nhưng bà con phải nắm và hiểu. Nắm rất là nhiều kỹ thuật, hiểu về những cái kiến thức. Thì cái kiến thức thì chúng ta phải học. Phải học mà có cái kinh nghiệm hành động cũng mà có. Chứ thưa với bà con, thật sự trong cuộc sống này, cuộc sống thực tiễn này, nếu bà con không làm thì sẽ không bao giờ có kết quả. Chứ bà con cũng đừng mong là trông chờ vào những cái kết quả nào mà từ trên trời rơi xuống. Thưa bà con, không có. Chúng ta phải tự làm mà có. Thì mình đã làm rất là nhiều biện pháp. Riêng thức ăn kênh chăn nuôi Bà Rịa thì rất là nhiều mẫu thức ăn. Nhưng mà thời điểm hiện tại khó khăn lúc này, trong thời giãn cách, mình quyết định nuôi 100% cám công nghiệp mà vẫn lợi nhuận bình thường. Tại vì khi cái cám công nghiệp này số lượng lúc nào cũng có. Và trong cái cám công nghiệp thì bà con cho ăn thì phải cần hiểu cái vi sinh. Tại vì mình đặc biệt là cho ăn cám công nghiệp và hỗ trợ vi sinh hết để cho con vật nuôi nó chuyển hóa thức ăn và bacillus thì lactobacillus vào con vật nuôi như thế này. Thì đây là giai đoạn mà mình đã làm xong hơ mỏ, chích dịch tả và bệnh cũng đã hết. Thì đàn này thưa với bà con, thì qua cái bão bệnh như thế này thì đã hao hết khoảng 5% trở lại, mấy chục con á.
thì cũng sẽ có còn một vài con, một hai con gì đó, nó sẽ biến chứng, giật cái cổ niễn qua một bên luôn. Thì trong quá trình này thì suốt thời gian về sau thì bà con chăm sóc, ăn và nhìn phân và xem những cái đường ruột con vật nuôi và bổ sung. Còn vấn đề gì xảy ra hay không nữa thì mình cũng chưa biết trước được, mình cứ làm tốt những cái trách nhiệm của người chăn nuôi là chăm sóc, phải chăm sóc. Tại vì khi con vật nuôi hoặc trong trang trại bà con thì bà con cũng phải cần phải chăm sóc theo dõi. Thì đối với kênh chăn nuôi Bà Rịa thì luôn luôn chăm sóc theo dõi để tìm ra những cái gì mà khó khăn, giải quyết những vấn đề, chứ không phải mà chỉ có ngồi mà nói thì thành công, thưa bà con không có. Làm mới thành công. Thì thành công của ngày mai thì hôm nay bà con phải làm, phải học mới thành công. Đó, thì bà con thấy thì đây là đó, thì mình lúc này thì mình cũng bổ sung và hỗ trợ thêm những cái rau lục bình để cho các em nó ăn. Đó. Thì ăn xong bà con thấy nó uống. Cái nước uống này rất là quan trọng. Mà đặc biệt thì đối với bản thân kênh chăn nuôi Bà Rịa này, trong những lúc thời gian bệnh và thời gian khó chịu như thế này, mình cho uống tỏi tươi. Vì cái tỏi tươi thì nó làm việc trực tiếp luôn. Thì bà con thấy dịch này nó to. Thì đây là giai đoạn phát triển. Thì bà con cứ nghĩ lúc này khi mà đâm lông thì nó cũng sẽ cần phải hỗ trợ vitamin tổng hợp rồi glucocase. Thì mình nói chỉ là những cái phần bổ trợ thôi, chứ quan trọng là cái cách mà bố cục hiện tại bà con nơi đang, bà con đang chăn nuôi như thế nào thì cần thiết lúc nào. Lúc này thì lông mà trong cơ thể nó đâm xé ra thì bà con thử hỏi đau phải sốt thì mình bên cạnh sẽ hỗ trợ thuốc sốt. Thì trong quá trình này là quá trình là nhạy cảm, con vật nuôi rất là yếu tại vì đang đâm lông. Nay ăn lại mạnh rồi, mới ngày hôm qua là ơi mỏ hết. Thì mình có làm những cái video cho bà con theo dõi cách thơ mỏ. Thì cái mật độ mà bà con nuôi thưa thì bà con theo dõi thôi, chứ thưa quá thì nó cũng không có bao giờ cắn mổ, mà dưới đất thì cũng ít cắn mổ. Nhưng mà nuôi mật độ dày mà trên sàn thì bà con cũng phải nên cẩn thận và cân nhắc. Nay dịch ăn uống trở lại bình thường. Thì còn về sau nữa thì mình cũng chưa biết nó như thế nào. Thì cái lúc này thì kiểm tra thường xuyên mùi hôi chuồng trại. Thuốc thì thưa với bà con, thuốc y thì muôn vàng loại thuốc. Nhưng thuốc nào bà con cần sử dụng thì bà con cũng phải tự trang bị cho mình những kiến thức về thuốc y. Thì ở đây mình làm tới đâu, chăm sóc ra sao thì mình đều chia sẻ cùng bà con và các bạn nông dân hết, từng phần và xếp thành danh sách phát cho bà con để cho bà con tiện theo dõi. Bà con chỉ cần vào đó xem, nếu bà con cảm thấy hữu ích thì bà con xem và chia sẻ. Thì mình chỉ nói riêng ở khía cạnh của chăn nuôi Bà Rịa Vũng Tàu, thì nếu bà con có thắc mắc hoặc đóng góp ý kiến thì bà con có thể để lại phần bình luận. Thì mình cảm thấy phần bình luận của bà con thì mình sẽ trả lời và chia sẻ cùng bà con. Ở đây mình không có dám nói về vấn đề làm giàu từ chăn nuôi, mà mình chỉ nói cải thiện được cuộc sống. Tại vì làm giàu thì rất là nhiều yếu tố để bà con làm giàu. Thì thật sự thì bà con cũng tự nhìn thấy, bà con tự cũng sàng lọc. Vấn đề ai được bao nhiêu người chăn nuôi được thành công mà chia sẻ nhiều,
thì bà con có quyền chọn lựa riêng cho mình, đó là lực nhân quyền. Thì bà con có cảm thấy hay thì bà con đăng ký, tại vì bà con đăng ký thì bà con sẽ được nhận được những video sớm nhất từ của kênh chăn nuôi Bà Rịa. Đây là quyền riêng tư chứ mình không kêu gọi bà con phải làm đúng như thế này, làm đúng như thế kia. Mình chỉ gợi ý và chia sẻ, mình để lại cho bà con những cái giá trị mà mình đã từng làm, đang làm, để chia cho bà, sẻ cho bà con, để cho bà con thấy được những gì bà con phù hợp. Chứ mình cũng không phải hay mà để chỉ dẫn hay là bảo gì bà con phải làm. Thì chắc tới ngày hôm nay thì bắt đầu mình lại cho ăn cử, chứ còn không cho ăn luôn tuần nữa. Bởi vì khi những con vật nuôi này ăn, phải để cho tiêu tốn hết thức ăn thừa trong bao tử. Thì con vật nuôi này nhiều khi nó đâu có đập khuôn được bà con. Thì có ngõ người cho ăn như thế này, người cho ăn như thế kia, đủ thứ hết á. Còn kích lông vỗ béo thì mình cũng làm, nhưng mà mình làm như thế nào, phạm vi nào. Chứ thật sự không phải là bà con mà cứ vỗ béo là nó béo, mà kích lông nó ra lông. Bà con phải có thời gian thẩm thấu, mà lúc con dịch như thế nào bà con phải hỗ trợ nó. Mình thì thường thường là ưa làm ngược lại những người khác. Thức ăn mình đã chọn, phó chọn, thì bà con đã thấy những cái kênh chăn nuôi Bà Rịa cũng như là chạy đuổi đen Bà Rịa rất là nhiều thức ăn. Thì hôm nay mình lại tiếp tục chinh phục 100% cám công nghiệp cho bà con thấy là mình thành công với cám công nghiệp hay không. Tại vì cám công nghiệp trước đây thì ăn mà không có vi sinh, không có những cái hỗ trợ, mà không biết cách thì rất là nguy hiểm. Nhưng tại sao mình chọn cách nguy hiểm này? Vì lại mình muốn chứng minh, tìm ra những cái giải pháp. Chẳng hạn như thời dịch bệnh khó khăn như thế này, rồi bã đậu, rồi những thứ bà con cần đi mua, làm gì bà con mua được. Nên mình lại một lần nữa chứng minh một lần nữa thằng cái cám công nghiệp, để cho bà con thấy. Thì hôm nay mình sẽ làm cho bà con những cái video mà nói về chăn nuôi, về cám công nghiệp. Và cái tiêu đề hôm nay thì mình cũng chắc có lẽ mình cũng nói về vấn đề sau khi dịch bệnh và hơi mỏ thì các em nó trở lại bình thường. Thì đối với cái kênh chăn nuôi Bà Rịa này thì luôn luôn sẽ review những gì mình làm, thì mình review cho bà con xem tất cả mọi quy trình chăn nuôi, thì bà con có thể xem, có thể ủng hộ. Thì một lần nữa kênh chăn nuôi thành thật cảm ơn bà con rất là nhiều trong suốt thời gian qua đã xem video, và những anh em chị em trong nhóm. Và cũng cảm ơn YouTube là những nền tảng để cho kênh chăn nuôi Bà Rịa phát triển và vươn xa, để truyền và chuyển tải những cái thông điệp này đến cho người nông dân, đến cho người xem và chia sẻ, để cải thiện được cuộc sống cho người chăn nuôi, tránh đi thất thoát những con vật nuôi và nhìn nhận biết được những con vật nuôi như thế nào. Thì một lần nữa kênh chăn nuôi Bà Rịa xin chúc bà con thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui mỗi ngày, và gặt hái nhiều thành công tốt đẹp trong cuộc sống chăn nuôi thành công. Bye bye bà con, hẹn bà con vào clip sau.